Trong tập trước, sau khi tỉnh dậy thì mình đã không thấy đồng đội đâu nữa. Sau đó thì mình lấy cây cuốc và bắt đầu đi mai để bắt đầu kiếm khoáng sản, chế tạo các loại vũ khí. Sau một ngày đi mai dài thì mình chế tạo được cả một cây súng trường. Và đó là những gì trong tập trước. Cái chỗ nước này đang có bị vấn đề gì đó. Sao nó bị lủng một lỗ đó? Khá là vấn đề luôn đó mọi người. Ok, hình như con mấy con cá cũng bắt đầu cũng có bị nhiễm bệnh rồi và chúng nó đánh mình luôn hay sao á. Và ok, để bây giờ mình sẽ đi vòng vòng tìm coi thử có chỗ nào có xi măng không. Và ở kia có một cái công trình như vậy, cá khá là rùng rợn luôn. Và để bây giờ mình sẽ đi vòng vòng. Hình như chỗ này là có người đào hay chỗ đó hay sao rồi, mình thấy có một cái lỗ. Để bây giờ mình nghĩ nghĩ bên này coi thử có cái chỗ nào. Cái này phải là xi măng không ta? Hình như là vậy. Cái này thì chúng ta cần phải đào bằng cái này. Đúng rồi, đây là xi măng nè mọi người. Nhưng mà bây giờ cái cúp mình gãy luôn mất tiêu rồi. Thế là mình phải... mình không cần, mình có một cái bàn chế tạo ở đây. Mình có thể chế tạo một cái cúp ngay tại đây không ta? Mình thiếu một vài cái que gỗ. Và để mình chế tạo một cái cúp bằng sắt luôn. Rồi, và bây giờ mình sẽ... Cái gì nghe ghê thế ta? Và bây giờ mình sẽ đào hết cái đám xi măng này một phát luôn đã nha mọi người. Đó, có khá là nhiều xi măng ở đây. Và hình như là mấy tên zombie kia đang bị chết đuối hay sao á. Ok, cũng khá là hợp lý cho mình, đỡ mất công phải đánh. Và để bây giờ mình sẽ đập hết cái này. Phải xi măng không? Không phải. Đây, đây là những cái xi măng này mọi người. Và ok, bây giờ hiện tại thì mình sẽ đã có được 13 cái xi măng rồi. Ở dưới đất này cũng có vài cái này. Bây giờ mình đào ra hết chỗ này và đập cái chỗ này ra luôn. Đó, có khá là nhiều xi măng luôn. Mình sẽ tận dụng hết tất cả các đám xi măng này để về mình sẽ chế tạo đạn và vũ khí đó, mọi người. Và ở đây thì có mấy anh zombie đang bị kẹt thì mình không có ngu gì mà bây giờ mấy này đánh khá là xa luôn, khá là nguy hiểm cho mình. Thì hiện tại chắc bây giờ mình sẽ có mấy cây mía ở đây nè, mình sẽ tận dụng mấy cây mía này trồng ngay tại khu vực này luôn. Không biết là nó sẽ có tác dụng gì, nhưng mà mình hy vọng là nó có tác dụng trong sau này luôn. Sẵn tiện thì mình chặt một vài cây gỗ luôn mọi người. Chứ chỗ mình thấy là mình đang bị khá là thiếu gỗ luôn á. Coi đây, bây giờ mình chặt hết khá là nhiều thanh gỗ. Ở đây là cái khu vực mà máy bay của mình rơi rơi đó mọi người. Nên không biết là còn đồ gì trong đó không nữa. Để bây giờ tí nữa mình vô coi thử có đồ gì trong đó hay không. Bây giờ mình cũng có một tí sao, mình có thể hồi sinh lại một tí rồi đó. Hy vọng là có thể an toàn nha. Ở đây thì chúng ta có thịt và một ít sắt. Cũng khá là hợp lý. Rồi, để bây giờ mình đi vòng vòng coi thử trong này còn gì hay không. Có một cái rương này. Rương này thì hết đồ luôn rồi. Rương này còn đồ không ta? Ồ, may quá, rương này còn một ít thức ăn cho mình để mình sống sót qua ngày. Rồi, ok, cũng khá là hợp lý rồi đó mọi người. Ở xung quanh này thì có khá là nhiều zombie luôn. Mình cần phải có nhanh chóng chế tạo vũ khí và súng đạn các thứ để mình còn chống lại cái lũ zombie này rồi. Chứ xung quanh của mình có khá là nhiều zombie gây sợ hãi rồi đó. Rồi như thế là mình đã được 25 cái xi măng rồi. Và để bây giờ mình đi về nhà để mình bắt đầu chế tạo súng, chế tạo đạn chứ nhầm, chế tạo đạn thôi mọi người. Đó, bây giờ mình đã có được xi măng và có thể chế tạo đạn rồi, mình có thể đi khám phá xa hơn một tí rồi. Không cứ ở nhà hoài được. Ok, để bây giờ mình phải nhanh chóng đi về thôi. Và đạn thì chúng ta cần phải có than. Không biết là mình còn than không nữa. Than gỗ để bây giờ mình nung cái gỗ này lên thành cái than đen này thì mình lúc đó mình nó chế tạo đạn được mọi người, chế tạo thuốc nổ được. Theo mình thấy thì thuốc nổ được chế tạo từ xi măng và than đen. Hiện tại mình có xi măng rồi, mình có than đen rồi, sao mình chưa chế tạo được ta? Ủa, hay là nó đang bị lỗi gì vậy ta? Mình thấy khá là khó hiểu nha. Mình thấy thuốc nổ chế tạo được từ xi măng và than đen mà. Đang có một cái vấn đề gì đó rồi mọi người. Hình như là nó bị lắc à. Đây mình sẽ nghĩ, à đây rồi. Ở bên phần thuốc nổ, ở bên phần kiến trúc nó mới có cái công thức này. Thì với hai, mình chế tạo được có hai cái thuốc nổ thôi. Và, nhưng mà một lần chế tạo được 50, 25 viên đạn luôn mọi người, cũng khá là nhiều đó. Rồi, như thế là mình đã chế tạo được 50 viên đạn rồi. Và mình, trong người mình đang có, hiện tại đang có khá là nhiều đá. Mình sẽ bỏ bớt vô. Có khá là nhiều thứ linh tinh đó mọi người. Không quan trọng, mình sẽ vứt hết vô trong cái rương này luôn. Rồi, cái rương này chứa đồ này, mình sẽ vứt hết trong này.
Thức ăn thì mình bỏ qua bên này đi. Có, cũng có khá là nhiều thức ăn cho mình rồi. Và một cái block này nữa. Rồi, ok, nhìn cũng khá là hợp lý rồi đó. Và, à đúng rồi, thì mình phải cần chế tạo một cái kiếm laser nữa. Kiếm laser thì mình còn khá là nhiều dây điện đỏ hay sao á. Để mình lấy hết cái dây điện, mình lấy nung một ít cái dây điện xanh này ra đi. Cái kiếm laser. Đây, cái kiếm laser thì chúng ta mình cần 10 dây điện đỏ và một cái điện trở à. Điện trở thì cần 2 điện đỏ và một cái điện xanh. Điện trở thì mình có thể chế tạo được chưa ta? Chế tạo được một cái điện trở rồi nè, cũng khá là hợp lý rồi. Rồi và bây giờ mình chỉ cần chờ đủ 10 cái điện đỏ là cái dây điện đỏ là có thể được rồi. Và trời hình như là đang mưa hay sao á. Rồi trời đang mưa rồi mọi người, khá là ồn ào luôn. Và ok, mình phải nhanh chóng thôi, phải nhanh chóng chế tạo và xem thử ra ngoài, xem thử khám phá thế giới xung quanh này còn có người nào sống sót hay không. Có thể mình sẽ cứu họ nữa mọi người. Và hình như là trời, bây giờ mình có thể đi ngủ được rồi. Để mình đi ngủ tí xíu luôn. Rồi và trời cũng vẫn còn mưa luôn. Để mình ăn một miếng thịt này vô đã. Rồi ok. Và ok, như thế là đủ 10 cái điện đỏ rồi. Và mình sẽ chế tạo một thanh kiếm laser luôn. Đây, chúng vậy là mình đã có một cái thanh kiếm laser luôn rồi. Bây giờ mình sẽ cất cái thanh kiếm sắt này vô nhà đi. Mình cũng không cần dùng tới thanh kiếm sắt đó đâu. Và ok, mình thấy cái này cũng không cần dùng tới này. Rồi, mình thấy như thế là ổn rồi đó. Một cây kiếm, cây súng AK luôn. Nhưng mà mình mới có 50 viên đạn thôi, mình phải cần nhiều thêm một tí nữa. Đây, để mình chế tạo thang, cái thang này. Và chế tạo thành thuốc nổ hết luôn. Sau đó thì mình sẽ dùng cái chế tạo thành hết thành đạn. Ồ, mình còn thấy có thể chế tạo được lựu đạn đóng hộp nữa này. Và cả trái bom nữa mọi người. Ồ, trông khá là xịn sò luôn. Nhưng mà mình cần chế tạo đạn nhiều hơn. Rồi, như thế là mình có khá là nhiều đạn rồi đó. Và để mình gài đạn một tí. Và chắc bây giờ mình sẽ bắt đầu đi khám phá xung quanh luôn nha. Hiện tại thì mình có khá là nhiều đạn rồi, nên mình cũng khá là tự tin trong việc dạ. Mà có mấy anh zombie này đang trong. Ok, mấy anh zombie này cứ me mình ra ngoài là đánh thôi. Ok, có cái súng bắn xa này cũng khá là tiện lợi. Và mình để mình test luôn cái kiếm laser này. Ồ, cái kiếm laser này cũng mạnh đó. Ok, 32 đam luôn. Ui, xịn sò con bò luôn. Và ok, để mình ăn một tí đã. Ok, ok, anh zombie này chạy khá là nhanh đó. Và mà nãy mình thấy có một công trình gì đó ở bên kia, để bây giờ mình qua mình khám phá luôn. Rồi, mình không biết là trong đó còn người sống sót hay có đồ gì để mình sinh tồn tiếp không nữa. Đây, có một cái khu nhà gì đó trông khá là rùng rợn. Và chắc bây giờ mình sẽ để mình qua đó xem thử nha. Có một con cừu bị nhiễm bệnh luôn này, trông khá là nguy hiểm. Và bọn zombie đây nữa. Ok, bắn ngay đầu nó, không biết có critical damage không nữa. Ok, có critical damage luôn này. Ô, và mình nhận được một thanh kiếm nữa à. À đây nè, mình có được một thanh kiếm rồi nè, trông khá là xịn sò luôn. Ok, và đây là một, hình như là một dãy nhà bỏ hoang hay sao á. Để mình đọc cái này ra có thể được gì không. Hai cái bong bóng. Trời khá là mưa luôn, gây cho mình khá là đáng sợ. Trong này có gì hay không? Cái rương. Trong cái rương này cũng có khá là nhiều đồ. Mình có 3 sắt, 2 củ cà rốt à. Ok, một cái quần. Cái quần này thì mình cũng không cần tới đâu. Và để mình đi khám phá coi thử xung quanh còn gì hay không. Những cái căn nhà này có khá là nhiều đồ đó mọi người. Có khá là nhiều sắt để mình có thể chế tạo nhiều vũ khí sau này. Và không biết là còn lên được nữa hay không. Hình như là hết rồi. Và mình nghe được tiếng zombie. Đây rồi. Anh này núp mình. Ủa, anh này cầm cái sẻn không phải không ta? À, cầm cái rìu. Tưởng cầm cái sẻn chứ. Mới đánh tí xíu là mình đã khá là mất máu rồi đó. Trông khá là sợ. Đây, có anh zombie này luôn. Ủa, mấy anh zombie này khá là trâu luôn á. Ui. Và mình được một bộ đồ da. Nhưng mà mình đâu cần bộ đồ da đó đâu. Và đây có một cái rương này. Cái rương này thì chúng ta có da, sắt và vàng. Cũng khá là hợp lý đó. Để mình nghĩ xem thử mình có thể tiến sâu vô trong không ta. Ủa, cái cửa của cái nhà đã ra mất rồi ta. Đây. Ủa, cái nhà này không có cửa rồi ta. Mình khá là kỳ lạ luôn. Ồ, cái căn nhà này không có rương gì rồi.
Rồi trời ơi. Đây, ok, nhà này có 3 zombie luôn. Để bây giờ mình sẽ nhanh chóng tiêu diệt ba này mới được. Cái súng này, cái súng AK này tốn hơi bị nhiều đạn của mình luôn. Này thì zombie này, và cũng được khá là nhiều đồ đó. Và mình phải cất đồ vào trong này một tí. Mấy cái đồ da này mình cũng không cần dùng đến nhiều. Mình sẽ quăng hết vô rương luôn. Và có anh zombie nữa nè. Mình thấy những thanh kiếm trong này cũng không có tác dụng nhiều lắm đó mọi người. Mình thấy là cái kiếm trong game này đánh khá là gần, trong khi đó bọn zombie đánh khá là xa đó, nên nó cũng không có tác dụng nhiều lắm. Và trong này, nhà này không có rương à. Khá là xui rồi. Mình mới bắn một tí mà mình cũng đã sắp hết đạn rồi mọi người. Còn có khoảng 80 viên thôi. Mình phải... mình sắp hết đạn rồi. Mình phải nhanh chóng tìm thêm một ít cái... một ít cái xi măng để mình còn có thể chế tạo thêm đạn không mọi người. Và đây, ở đây có thêm sắt và có một bộ đồ da này mình cũng không cần dùng tới nhiều. Cũng không phải là không cần dùng, nó cũng chả có tác dụng gì luôn đó mọi người. Và ở đây còn đồ nữa không? Đây có một cái rìu sắt, cũng khá là hợp lý rồi. Cái rương này thì mình lấy rồi hay sao á. Và bên này mình lấy đồ chưa ta? Thì lấy rồi luôn rồi. Cái này thì có 3 ngôi nhà thôi. Cũng khá là hợp lý. Rồi để bây giờ mình nghĩ coi thử còn chỗ nào không. Đây thì có zombie. Này thì zombie. Ok. Ơ, sao lại chạy đi rồi? Ơ, zombie này cũng biết chạy luôn à. Chỉnh thế. Rồi. Và để mình ăn vô một tí để hồi máu nha mọi người. Ở bên kia là cái rừng thông. Rừng thông phải không ta? Bây giờ mình bắn anh zombie này. Mình đi tiến đi tới thử. Hình như trước mặt mình là rừng thông hay sao á. Ồ, cũng khá là hợp lý đó mọi người. Ở đây thì có cả bí ngô nữa. Mình thì chưa có bí ngô. Mình sẽ mang về. Lỡ mà có thể... mình lúc đó mình đó thì mình ăn được luôn, khá là hợp lý. Ở đây còn có cả rừng đây, rừng trúc, cũng là rừng trúc, không biết là có gấu trúc không nữa. Đây để mình đập mà cây rừng trúc ra, hình như rừng trúc có thể chế tạo bẫy hay sao á. Cũng khá là hợp lý rồi. Rồi để bây giờ mình đập mấy cây tre chứ nhầm. Ở đây rừng trúc hay rừng tre ta mình cũng chả biết nữa. Rồi có cái, một con nhện ra luôn đó. 250 máu cũng khá là mạnh đó nha. Ok, chết luôn. Đánh mạnh thế. Hiện tại thì mình mang bộ giáp đồng mà cũng không thể chống chịu được. Khá là đáng sợ đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ mang một vài cái măng về để mình trồng. Rồi sẵn tiện thì mình sẽ chặt một vài cây trúc về luôn. Đó, chọn một vài cây trúc về có thể chế tạo mấy cái bẫy gai đó mọi người. Có thể làm bẫy mấy đứa zombie phòng thủ nữa. Rồi, chặt hết mấy cái này về một tí luôn. Ok, xịn sò. Và chắc bây giờ mình sẽ chạy về thôi. Như đây đồ mình cũng hơi bị full rồi á. Còn đồ gì mình quăng được không ta? Đường mía này cũng không cần tới dùng. Đó, lượm hết mấy cái trúc về luôn. Ở đó thì mình sẽ chạy về. Ở đây có kẻ ong nữa, không biết ong có bị nhiễm bệnh không nữa. Đỡ bị nhiễm bệnh nó chết là xong phải. Mình bị nhiễm bệnh theo xong là mệt luôn á. Rồi, mình phải nhanh chóng đi về thôi. Ở đây có một con cừu, con bò chứ bị nhiễm bệnh. Nó màu xanh xanh trông khá là kỳ lạ luôn. Ok, bắn một phát là chết luôn rồi. Có kẻ thịt nữa nè. Không biết thịt có bị nhiễm bệnh không nữa. Hy vọng là thịt không bị nhiễm bệnh nha. Ok, để bây giờ mình chạy về một tí luôn. Coi thử, sẵn tiện coi thử xung quanh này có gì hay không. Mình sẽ tìm thêm, hy vọng có những công trình mới để mình xem thử con những người đồng đội mình còn sống hay không. Ở đây thì có zombie ngoài xe này. Ok, nhanh chóng tiêu diệt luôn. Ở đây nữa nè. Ok, hợp lý. Ủa, ngoài dưới đây là một bầy luôn. Trời ơi, khá là nhiều luôn. Có cả bò bị biến dị nữa nè. Khá là nguy hiểm. Ok, mình phải nhanh chóng chạy về thôi, cứu sống bản thân mình thôi. Rồi, nhanh chóng chạy về để mình cất bớt đồ đi, trong ba lô mình đang khá là nhiều. Ây da, zombie này, chạy đi đâu hả? Rồi, ok, mình cũng đã về tới nhà rồi. Và đây, mình sẽ đi vô trong. Không biết là còn thịt không nữa, còn 3 miếng thịt, may quá. Ăn một tí để hồi tí máu thôi mọi người. Trời, cũng bắt đầu tối luôn rồi. Rồi, và bây giờ mình sẽ cất bớt đồ vô. Đây, có khá là nhiều cây trúc. Và có khá là nhiều kiếm và cả rìu nữa. Mấy con zombie này giữ khá là nhiều đồ luôn á.
Và chúng ta có khá là nhiều thịt sống này và thịt châm bi. Thịt sống này thì mình sẽ nung lên một tí để có thịt chín ăn. Và có một vài cái thực vật nữa, một vài cái hoa quả như là cà rốt, đồ bí ngô, khá là hợp lý cho mình. Ok, như thế là ổn rồi đó. Và mình đang cần thêm một tí đạn nữa. Hiện tại thì, may quá mình còn khá là nhiều đạn. Đó, còn khá là nhiều thuốc nổ chứ nhầm, có thể chế tạo đạn rồi. Và ăn lấy một vài miếng thịt ăn thôi. Đây, chúng ta có thể chế tạo các bãi gai nhưng mà mình thì hơi bị thiếu chút rỗng lấy từ đâu? Phải có gấu trúc ăn thì mới có ra chút rỗng à? Không biết luôn. Rồi, ở đây có một anh bán đồ này. May quá anh này còn sống, không bị nhiễm thành zombie. Chắc bây giờ mình sẽ đi ra ngoài một tí để mình đi kiếm đi chặt một vài cái cây để mình còn nung lên để kiếm một ít than đen mọi người. Đây. Đây thì có zombie xung quanh mình luôn, kề cập mình luôn này. Trông khá là nguy hiểm, nhanh chóng tiêu diệt thôi. Ok, may mình có súng khá là mạnh luôn. Rồi và bây giờ mình sẽ đập một vài cây lấy một vài cây gỗ đi mọi người. Đó, hiện tại cần khá là nhiều gỗ để chế tạo than đen. Và từ than đen thì mình mới chế tạo được đạn các thứ mọi người, thì có thể chế tạo thuốc nổ các thứ rồi. Rồi và nhanh chóng lấy mấy cái này thôi. Ok. Lấy lẻ lấy lẻ. Rồi, hiện tại mình có được 30 cục gỗ rồi, cũng khá là ổn rồi đó. Khi nào mình cần thì mình sẽ ra lấy tiếp. Và bây giờ mình sẽ đi xuống nhà một tí. Mình sẽ nung hết cái đám gỗ này lên để trở thành than đen mọi người, còn có thể chế tạo thuốc nổ nữa. Đây. Về tới nhà rồi, về tới nhà rồi. Nhanh chóng nung cái này lên. Hiện tại thì hình như mình hết than rồi đó. Bắt đầu hết than rồi, mình phải cần nhanh chóng đi đào thêm một ít than thôi. Rồi. Và hiện tại thì còn cũng khá là ít đó nha. Rồi lấy dây điện đỏ luôn. Thì mấy cái dây điện này mình chưa cần dùng đến, mình sẽ cắt bớt vô. Và hình như mình lại thiếu đạn nữa rồi. Chế tạo một ít đạn luôn. Rồi, chắc bây giờ mình cũng phải đi ra ngoài coi thử. Trời cũng đang tối nhưng mà mình sẽ thử đi vào ban đêm thử có nguy hiểm hay không. Mình sẽ thử ra ngoài xem thử có gì xung quanh khi trời ban đêm không nha. Đây, trông khá là rùng rợn luôn. Ở đây có cây gì? Có cây chuối luôn à. Đây, mình sẽ có nghe một em trứng nổ này. Nhanh chóng tiêu diệt thôi. Hình như trong bản này, trong zombie thì trứng nổ không phát nổ hay sao á. Đó, không phát nổ luôn. Mà có zombie này. Lại là zombie. Hiện tại mình đang mang trong mình 130 viên đạn, không biết là mình có thể chống chọi được hay không nữa.